và các bạn, đây là bản tin chào buổi sáng. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nóng và vô cùng hữu ích này. Và tôi là Minh Hoa, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam của chúng ta đang trải qua đợt dịch bùng phát lần thứ tư. So với 3 đợt dịch trước thì đợt dịch này được cho là cực kỳ phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, nguồn lây và biến thể. Số ca mắc mới trong nước tăng kỷ lục và lần đầu tiên ghi nhận biến thể có tốc độ lây nhiễm mạnh nhất thế giới. Và thành phố Hồ Chí Minh, đây được coi là đầu tàu kinh tế của cả nước, đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Sáng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế đã công bố thêm 239 ca nhiễm mới trong cả nước, và riêng thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu tới 215 ca. Số ca nhiễm tăng liên tục như vậy sẽ không khỏi khiến người dân nơi đây hoang mang lo lắng và ảnh hưởng tới đời sống kinh tế. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc tiêm hơn 800.000 mũi vaccine cho người dân. Tuy nhiên, với sự lây lan rộng như vậy của dịch bệnh thì nơi đây vẫn cần thêm nhiều mũi vaccine hơn nữa. Vâng, và một tin mừng cho chúng ta vào buổi sáng ngày hôm nay đó chính là chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine. Trong đó thì 400.000 liều đã được vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất qua chuyến bay mang mã số NH388 của hãng Nippon Airways. Vâng, và trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine hiện nay thì việc hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản đã phần nào thực hiện được mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước là cực kỳ tốt. Quý vị và các bạn thân mến, các sĩ tử của chúng ta đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng để kết thúc 12 năm học, đó chính là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Và trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời để đảm bảo được chất lượng của cuộc thi, thì phía thành phố Hồ Chí Minh đang tạm ngưng việc điều tra dịch tễ trong cộng đồng, và thay vào đó sẽ ưu tiên xét nghiệm cho nhóm cán bộ, thí sinh, giáo viên, nhân viên. Chính vì vậy mà các bạn sĩ tử chúng ta đừng quá lo lắng mà hãy yên tâm ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé. Thưa quý vị, Việt Nam trong tôi lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên cường. Những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch họ luôn trong tư thế sẵn sàng. Các đội ngũ y bác sĩ họ đã phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ đến tận 12 giờ đồng hồ trong một ngày và phải hy sinh xa gia đình để mà tham gia vào công tác chống dịch của đất nước. Chính vì thế mà trước tình hình số ca nhiễm tăng lên tới con số hàng trăm trong một ngày như vậy thì tinh thần chống dịch đi chống giặc của quý vị là quan trọng hơn bao giờ hết. Và để bảo vệ được an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng thì quý vị chúng ta cần phải có những biện pháp phòng vệ, tuân thủ quy định 5K được phía chính phủ và cân nhắc được lộ trình đi lại cho hợp lý an toàn. So với thế giới thì Việt Nam của chúng ta vẫn nằm trong top đầu những nước mà chống dịch tốt nhất, và ba đợt trước chúng ta đã hoàn toàn vượt qua được. Thế nên ở đợt dịch này chỉ cần tinh thần một lòng chống dịch từ quý vị và cùng với những chính sách từ phía chính phủ thì chúng ta sẽ một lần nữa nhanh chóng vượt qua thôi ạ. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chào buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.